À, đây là chiếc bàn cung sắt rất gọn, thì được làm bằng chất liệu là sắt đã sơn tĩnh điện. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái thử nghiệm về độ chịu lực. Thì chiếc bàn cung sắt rất gọn này nó có thể được chịu tải được tới tầm là 15 kg. Thì bây giờ mình sẽ kiểm tra xem cái độ chịu tải có được 15 kg hay không, và mình sẽ thêm một cái kiểm tra nữa là mình sẽ coi nó có chịu được quá tải hay không. Đó, một ba cà phê tầm là cái này là 15 kg nha. Mọi người xem coi cái chịu tải của nó đây vẫn tốt. Và bây giờ mình sẽ test xem cái bàn này qua cái mức quá tải nó có biến dạng hay không nha. Thì bằng cách là mình sẽ để thêm một cái vật nặng hơn nữa, nặng là 12 kg nè. Rồi mình sẽ để tiếp lên cái bao cà phê lên. Đó, hiện tại nó sẽ là 27 kg. Rồi mình sẽ để này lên trên mặt bàn để xem coi cái khả năng quá tải nó có tốt hay không nha. Đó, mọi người có thể thấy khi mà đặt là tổng là 27 kg lên thì bàn nó vẫn bình thường, nó không có biến dạng gì hết. Rồi, về vấn đề chịu lực á, thì mình đánh giá là cái bàn này khả năng chịu lực tốt nha, với một mức chịu tải của chiếc bàn là tầm 15 kg. Nhưng mà mình đã test ở mức 27 kg thì mình đánh giá là tốt, bàn nó không có biến dạng gì hết. Thì anh chị nào mà cần sở hữu chiếc bàn này, mình có thể bấm vào giỏ hàng của Lê Ân Coffee.